Thưa quý vị, tiếp tục diễn biến của vụ việc đánh bạc chục nghìn tỷ gây rúng động dư luận thời gian qua vừa được cơ quan công an tỉnh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đưa ra kết luận. Trong đó thì hai chùm sòng bạc là Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương được xem là nhân vật quan trọng liên quan đến đường dây đánh bạc trái phép có quy mô lớn này. Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, hai đối tượng này đã dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như là đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng. Và điều mà nhiều người quan tâm đó là cách rửa tiền với giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng được hai đối tượng Nam và Dương thực hiện như thế nào. Đến nay, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài RigVip Tip.club do Phan Xào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu với hơn 5.800 đại lý lớn nhỏ và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc suốt thời gian dài. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã được chứng minh là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Xào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 1.655 tỷ, nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đang trốn truy nã hưởng lợi 1.574 tỷ. Với khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Xào Nam đã chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, chuyển tiền qua nước ngoài, đầu tư góp vốn và các dự án mua bán bất động sản để hợp thức hóa số tiền. Còn Nguyễn Văn Dương, sau khi thu lời bất chính, đã chuyển tiền vào công ty con rồi tách thành hai công ty và bán lại, chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền đầu tư dự án BOT Bắc Giang, mở sổ tiết kiệm, mua nhà. Số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết. Cơ quan điều tra xác định, đến nay Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình. Theo kết luận điều tra, Nam đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền, đồng thời tích cực cùng với người thân nộp lại số tiền bất chính. Đến nay, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ, phong tỏa gần 77 tỷ trong các tài khoản ngân hàng, phong tỏa 13 hợp đồng mua bán căn hộ trị giá hơn 139 tỷ, tạm giữ 5 ô tô các loại. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án. Vâng, còn Nguyễn Văn Dương, cơ quan điều tra đề nghị truy tố về các tội danh như Nam. Do Dương khai báo về những khoản tiền đã đưa cho ông Phan Văn Vĩnh là cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, cơ quan điều tra đề nghị miễn trách nhiệm hình sự với Dương về tội đưa hối lộ nhằm đảm bảo chính sách khoan hồng của pháp luật trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tham nhũng.